Xin chào các nhà, hôm nay thì mình xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái video về cái đánh giá về một cái sản phẩm, đó chính là ốc lưng iPhone 12 Pro Max mà mình đã đặt trên Shopee. Thì các bạn đây chính là cái địa chỉ mà iPhone 12 Pro Max mình đã đặt ở trên Shopee đây các bạn. Các bạn xem này, đây, đó, cái mã của nó đó chính là VN2465510841147K như thế này. Đấy, thì đây chính là cái địa chỉ mà mình đặt ở trên này, và mình sẽ đặt chỉ có giá là 48.800 là cái ốc lưng này thôi. Và cái ship chậm thì 17 ngày, cho ra 65.800 nha. Và được đồng kiểm, nhưng mà mình đó thì mình ở nhà, mình không có ai nhận, mình nhờ thân người ta nhận dùng, cho nên là mình không có cần đồng kiểm. Nói chung có mấy chục ngàn thôi, mình đặt về không có đúng thì mình cũng bỏ luôn chứ nói gì không. Nhưng mà shipping người ta cho trả lại mà trả chỉ mất công có mấy chục ngàn. Đây, đây chính là cái ốp của nó cũng trong suốt nha. Đây, đây chính là cái ốp dẻo và nó cũng đúng như nghe như mô tả trên mạng, tức là trên Shopee ha. Và mình thấy là người ta đánh giá là cái tốt cho nên mình mua. Thì thật sự là đây là một cái sản phẩm mà mình thấy nó cũng nói chung tiền nào của nấy nè, nhưng mà nó cũng hài lòng với giá cả mà có 40 mấy ngàn như thế này thì mình cũng rất là hài lòng đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại của mình ra mình test thử nha. Đây, 12 Pro Max nha các bạn, mình bỏ vào thử nha. Đây, đấy, này cái vòng này chính là cái vòng mà nó còn dùng cái trái táo này. À, rồi máy mắt của camera này nó cũng rất là mịn, nói chung mình nhìn nó cũng rất là chỉnh chu ha, nó còn giữ được cái màu của điện thoại này nó trong suốt mà. Đấy, bây giờ mình sẽ thử mấy cái nút này ha. Nút bấm bên này ok, ngon lành ha, giống như nút gấp luôn. Bên này xuống hạ xuống cũng ngon lành, nút bên này tắt mở nguồn cũng ok ha. Đó, rồi mình sẽ test thử tất cả những cái nút bên này cũng ok. Rồi mình sẽ bật cái camera lên thử coi cái chất lượng đằng sau nó có bị giảm xuống hay không, tại vì nó có một cái lớp kính ở bên ngoài như thế này. Đây cũng rất là ok nha các nhà, quay cũng rất là ok và chất lượng cũng còn y nguyên. Đó, quay hay là chụp hình gì đó cũng còn rất là còn y nguyên. Đấy, đánh giá là Oppo này xứng đáng mua với giá có mấy chục ngàn ha. Tuy rằng thì mình nhìn nó sơ qua nó không có được xịn cho lắm, nhưng mà tiền là của đấy mà đấy nha. Có mấy chục ngàn thì mình mua một cái ốp như thế này thì rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha, nhớ đăng ký ủng hộ kênh 2 để kênh phát triển tạo được nhiều bạn.